kiên kiên nhỉ. Đây, đi sông vắng về chứ. Chưa về à? Sợ thật. Đây vẫn đang trong quá trình lót, sẽ quay lại cả quá trình để nhà mình thấy được bắt đầu lót rồi phác thảo lót rồi thì hoàn thiện. Đúng, bàn tay tan làm nên tất cả, nhìn núi rất có hồn. Không kiếm một cái máy quay đơn giản thôi, xong rồi quay xong rồi lập kênh YouTube. Tiền không một kiếm tiền để lăng xê. Mình mà vay vào cái này thì chắc là hơn là mèo rửa mặt. Tớ tình cờ quên. Tranh phải đứng nhìn từ xa cơ mới rõ các bạn. Bố cục rồi thì màu sắc. Đấy. Ngắm tranh ngắm từ xa. Đây mới đi được khoảng 20% thôi. Phải ở lâu son. Không trách là em vội vàng, mà em ơi anh chỉ trách em. Trách em sao không nói thật lòng, sao em gian dối để làm gì. Chân ly bôi những cái bụi này, bám vào tầm gửi. Thank you.
bắt đầu phủ lớp màu xanh non lên. Bức tranh nhìn sẽ có một cái màu rất tươi mới. Khác hẳn ngay. Thật là vi diệu. Cháu mình nó đang bảo là xong ghi ở dưới status là quảng cáo đồ ngâm rượu, tinh dầu quế, xả chanh, tam thất, có óc chó. Đấy. Táo mèo, chuối hột, ama công, minh mạng thang, nấm ngọc cẩu, tử khử và rất nhiều các mặt hàng ngâm rượu khác. Liên hệ 0356241484. Giới thiệu cái đấy đúng không? Luật gà lắm. Phun bóng còn nổi hơn nhiều ấy nhỉ. Bóng rồi, phun lên càng đấy. Something you're not calling.
mình đang sao chép lại quá trình vẽ để sau này mình đi vẽ. Yêu người em yêu hơn chính em. Vẽ linh tinh lên tường này các bạn nhìn này. Bôi bẩn để làm đẹp. Trang phẳng tranh 3D là gì nữa, mục đích hết rồi. Bắt đầu có chút hình hài rồi các bạn. Đây sẽ là thảm cỏ này. Hè mát phải biết. Hai hồ. Xe xe em đi. Vẽ xanh là một búa ở trên. Bây giờ nhìn ra gì cho các cụ? Các cụ cho em sống ảo một chút nhé. Thank you.
ra. Anh đã biết nỗi rơi vì những lúc thoáng nghe. Thôi, em sống ảo thế đủ rồi.